Đấy. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 đây. Dương lịch đây. Mai là ngày mùng 8 tháng 3 đây này. Cũng thế, phụ nữ này vải đã đỗ quả này, đã xanh nhạt đây này. Đấy. Vải đã đỗ quả xanh nhạt đây. Ừ. Không, chính cái dòng sớm này lại xanh thật đúng không ạ? Đỗ quả xanh, nhưng cái chùm này còn rất sai nữa này. Chùm này còn đến 20 quả nữa này. Đấy. Ừ. Ui. Cái loại đỗ sớm này sai lắm. Mẹ mày, cái nhùm sai 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 này cơ mà. Vài u trứng trắng đã đỗ quả xanh nhẹt này, bằng cái hương này. Ừ. Bằng cái hương này. Hay lắm. Đấy, rũ sạch đi, vẫn còn đầy đây này. Đấy. Vẫn còn, quả to rồi. Quả to bự. Thế chứ mà sai nhé. Cái loại đỗ sớm này sai sai thế. U trứng trắng ngày mùng 3, mùng 7 tháng 3. Đỗ sớm sai thật. Lâu lắm mới ra thăm vườn ý. Quả xanh nhất đi. Đấy. U trứng trắng đỗ quả rất chi là sai. Ừ, hai cây cam có ông ấy lấy tôi chặt đi. Ừ, để cho tôi chết nhá. Ừ. Mai tôi vào tôi chết luôn. Chết luôn, chút chết hết đi. Cái chanh gì đẻ hả? Ừ, chanh gì đẻ, có hai cây cam ấy. Ừ, hai cây cam nhá. Định chặt đi đấy. Để cho tôi chết, tôi xin. Nè. Nó rộng này. Quả chết. Xanh nẹt đây. Xanh mà. Để cái loạt quả xanh nó xài lắm. Yêu ơi. Yêu ơi, sao sẽ quả tình lâu lắm ra vườn này. Yêu ơi, sao u dương trắng nó đỗ quả lại xanh xanh như này này. Yêu ơi, đúng lâu lắm mới ra ra vườn ấy. Mà to anh nhỉ. Nè. Năm nay cái thằng u chân trắng này sai thế. Không biết là có được không nhưng mà giờ trông ừ. Sao. Ui giời, vẫn còn còn xanh lắm. Mà quả thu hết rồi chứ. Quả nó là chi chứ đâu phải quả đôi đâu. Quả đôi thì quả đấy nhá đâu. Cái xanh này. Cái nọt quả này là sai. Đỗ sớm mà sai thật đấy. Đây, trong cái này nó còn nhiều lắm không này. Cái chùm nó còn đến mấy chục quả thế này này. Đây ạ. À, ông nhìn cái này nó vàng vàng. Cái đấy sau hơn tí. Ừ, sau hơn tí rồi nó còn. Cái nọt này nọt sớm này. Nọt sớm nhất đấy. Ừ, nọt sớm này xanh. Xanh ngắt này. Sớm này như là quả này chết đi chứ không phải quả đôi nữa. U trứng trắng năm nay nở sớm thật. Đây, cái này, một tí, một đầy. Ở trong cái cây trong chỗ sân nhà tôi cũng nhà bà cũng còn đấy lắm. Còn nhiều lắm. U trứng trắng ngày mùng 7 tháng 3 đây. Quả to và xanh. Đúng rồi, ở bên mã hàng đẹp chứ vườn ở nhà đấy không đẹp mấy. Nói chung được 70-80%, 80%. Của tôi trong bầu 10 cây thì mất mẹ 3 cây. Rất là xanh. Qua phải chua thôi, nở cái phun vô được. Qua. Còn đây là vải u hồng đây. U hồng. U hồng vẫn được năm nay. Cứ nào ok thôi. Ừ, được 80%. Cái này muộn này. Ừ. Quả tình u trứng trắng năm nay đẹp. Còn đây u hồng cũng đẹp. U hồng này đang nở đây. Thỉnh thoảng mới có hoa cái thôi. Thỉnh thoảng mới có cái vòi ở dưới chiều. Vòi nhiều lắm. Tôi vừa xuống dưới chiều. Ừ. Nó đang nở mà. Ừ. U hồng này có cây chưa nở. Nhưng mà cái cây nào nắm cây. Cây bé này cũng nở chứ không nào. Năm nay mất mùa từng 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 nhà thôi. Vẫn được mà.